đấy, cái tiết nó phải màu xám xám này này chứ không phải là tiết nó màu vàng vàng đâu. Đấy, da là nó màu xám xám xanh như này. Thôi thì vừa cậu rồi chọc đúng vào quả tim nó đấy, đúng rồi, chọc vào cái ức hay là cái dạ dày rồi. Hơi vất vả, tức là phải hai người mới làm được, chứ nếu mà chọc tiếp một người thì hơi hơi vất vả. Đấy. Đây xong anh ra chú Xuân chế biến thế thôi. Đấy, con này làm món gì cơ? Làm mấy món, có gỏi này, có càng hấp này, có rang me này, và món miến. Đấy, bốn món thế. Nhớ mà họ đừng có rửa nước ngọt, rửa nước ngọt cũng bị hóc. Cái con này nó không ngon đâu được, bọn cháu vẫn rửa mà. Không, nhưng mà anh rửa nó không ngon mà cứ để nguyên rồi. Chắc chắn chú biết, ở bên kia họ ăn mãi rồi. Cứ rửa bản chất cái thịt này là lúc mà chế biến nó phải tươi nguyên như thế này chế biến thì nó mới ngon. Thế nếu mà anh rửa nước ngọt vào là nó đã bị đấy, cắt tiết xong rồi rót nước rồi. Hấp luôn thì rõ ràng là nó bị cái đấy, hấp luôn thì nó phải ở cái trạng thái tức là đun sôi hẳn lên rồi thả con này vào. Ừ. Để cái tiết nó đóng lại luôn thì nó sẽ không bị hóc. Ừ. Anh thả từ nước lạnh thì tiết nó ra hết, để cái chất trong người nó ra hết. Đấy, trông thế thôi nhưng mà chị đã lên các món đầy đặn lắm. Hôm qua làm con 3 cân 7 mà nó phải được đến 8 người ăn, 10 người ăn rồi, khen ngon nhất nở. Mà con đấy còn yếu hơn con này. Con đấy mà hôm qua nhớ không? Mà cái con mà chú cho bể dưỡng ấy mà. Ừ, con đấy đấy, chính con đấy đấy. Để cái hàng khen đấy, qua chú Xuân cũng đến đây chế biến này. Là chú Xuân chế biến con đấy chứ ai? Kia
đông thì nếu mà các anh chưa quen thì các anh nhớ bảo đặt chú Xuân chú đến chú làm cho. Vâng. Thì người ta làm xong người ta uy tín rồi, người ta lại đặt tiếp. Bật này lên cho nó. Đây, đó là đèn trên trên đèn này cho nó đẹp. Bạn ơi, tôi ra chú cho trên đèn. Đẹp hơn không? Đấy, làm rất kỹ. Có nước đâu, thấy không? Không có nước tí gì. Khô ráo nguyên. Mà tí nữa hấp lên mà xem thì anh đập ra cái hai cái càng nó vẫn ngon lành. Tất nhiên là cái con tôm cải người ta hấp ngay từ nhiệt độ sôi chứ nó không có hấp từ cái nhiệt độ thấp đâu. Khỏe không? Đúng lấy từ vừa nó vẫn chưa chết này. Từ vừa nó vẫn xào chua ngọt lọc nó có sót một tí thì cháu cũng dùng hết. Con này một gia đình ăn đấy, tức là ba người lớn hai trẻ con.
hơi thiếu một tí nhưng mà cũng vừa. Chị mẹ sẽ có một bán khỏe ăn hết. Thế đuôi vẫn cho hết đúng không? Gọi hết đúng không? Gọi sao? Ừ, gọi hết. Gọi hết nhá. Ừ. Cái món đấy ngon nhất. Không tanh không tưởi gì đâu nhá. Thơm lừng. Chưa được. Anh còn nhờ lắm, chờ lắm gửi cho anh thì anh gửi cho Tâm nha. Dặn đi dặn lại cho anh. Cháu đã bảo từ từ cháu khóa cái kho mà. Đây, cho vào ngăn mát luôn. Một là đến lúc nào ăn thì thái, hai là thái trước rồi xong bày ra. Món này là món ngon nhất. Trông này thôi nhưng mà mỗi người vài miếng rồi. Hết ý. Đấy, tiết để trong này. Béo này nó ăn thì là một cái thằng con. Mày nó to này. Đấy, đúng rồi không? Cắt cái tiết ra thì nó đã tươi, nó đã ngon rồi. Bình thường nếu như là hấp cơm thì người ta đun sôi nước lên, người ta thả cả con tôm này vào thì cái tiết nó đọng lại luôn. Thì cái thịt nó vừa ngon vừa dày thịt. Đấy. Không chỉ quay, cái này cắt đi. Ừ. Nếu như là trình bày để mình làm thế này thì là mình phải đấy phải cắt tiếp, tức là ăn hay không ăn vẫn cắt tiếp, và cái tiết đấy thì để nấu miếng cháo thì thoải mái. Đây cả, tất cả cái này có quyết định cái gì đâu, không quyết định cái gì thì chẳng có là quan quyết định gì đâu. Đấy, mình tay khô.